Quá trình thiết kế thì thực ra là chúng ta ngoài việc tạo ra các đối tượng thì chúng ta còn có những thao tác ví dụ như là tô màu này, hiệu chỉnh to nhỏ cho các đối tượng và sắp xếp các đối tượng vào với nhau để tạo thành các cái tổ hợp phức tạp hơn. Đó. Và trong quá trình đó thì sắp xếp thì là một cái thao tác mà chúng ta sẽ sắp cái này là nằm bằng đầu cái này này, bằng đáy cái này này, bằng lề phải, bằng lề trái, ví dụ như thế. Thì đấy là những thao tác mà chúng ta sắp xếp rất là nhiều và do đó thì chúng ta cần phải nắm được các cái lệnh align. Thì để align thì chúng ta sẽ xem một cái ví dụ như thế này. Tôi có một hình này, ví dụ xanh này, sau đó tôi có một hình nữa này, vàng này, một hình nữa này, đỏ này. Bây giờ tôi sắp xếp các đối tượng này, ví dụ tôi muốn là tất cả chúng nó là nằm bằng nhau theo cạnh trái. Đây, ví dụ bằng nhau theo cạnh trái, bằng nhau theo cạnh phải. Thế thì trước tiên là chúng ta cần phải chọn được tất cả những đối tượng mà chúng ta muốn sắp xếp với nhau đã. Sau đó thì chúng ta mới tiến hành là ra lệnh để cho nó bằng cạnh trái hay bằng cạnh phải, vân vân. Thế thì chúng ta có mấy đường như sau. Đường chính tắc thì chúng ta sẽ vào menu object. Trong menu object này thì chúng ta sẽ vào cái lệnh là align and distribute. Và các bạn sẽ nhìn thấy là nó cung cấp chúng ta một loạt các cái lệnh để cho chúng ta có thể gióng hàng các đối tượng, bao gồm là align left, align right, align top, align bottom, align center horizontally, align center vertically, center to page, center to page horizontally và center to page vertically. Thế thì cái nhóm trên này là nhóm được sử dụng nhiều hơn và thường xuyên, và phím tắt của nó thì thực ra là rất dễ nhớ nếu như các bạn thuộc các cái vị trí bằng tiếng Anh, đúng không? Left là trái thì phím tắt của nó là L, right là R, top là T, bottom là B. Trong đó center thì hai cái center, một cái center theo chiều dọc và một cái center theo chiều ngang. Thì trong đó cái center vertically, tức là thẳng theo cái trục thẳng đứng như thế này, thì là nó dùng chữ cái đầu tiên của chữ center là C. Nhưng mà cái thứ hai cũng center nhưng theo chiều khác, vì là chữ C đã bị lấy mất rồi nên là nó lấy cái chữ E thứ hai đó, và nó dùng cái phím tắt là E như thế. Thế bây giờ chúng ta sẽ nhấn ví dụ dòng trái chẳng hạn. Bây giờ nhớ lệnh rồi, tôi nhấn L thì tôi thấy điều gì xảy ra trong cái quá trình mà chúng ta gióng. Thì rõ ràng chúng ta có ba đối tượng. Đối tượng sẫm, xanh sẫm là nằm ở ngoài cùng bên trái, đối tượng vàng là nằm ở giữa và đối tượng đỏ là nằm ở bên phải. Khi mà tôi ra lệnh gióng hàng bên trái, tôi nhấn L thì các đối tượng nằm ở giữa và nằm ở bên phải chạy theo sang cái cạnh trái của đối tượng nằm trái nhất là cái hình xanh sẫm, đúng không? Bây giờ tôi nhấn dưới đây, tôi nhấn là R thì các bạn lại thấy là gì đây? Nó lại chạy theo nằm bên cạnh phải của cái thằng xanh sẫm nhất. Như vậy không có nghĩa là nó ưu tiên theo cái thằng nào nằm bên trái hay nằm bên phải hay nằm giữa một cách tương đối, mà ở đây là quan hệ gì, quan hệ ưu tiên như thế nào. Trong gióng hàng thì bao giờ cũng sẽ phải có một thằng đứng im và các thằng khác chạy theo, đúng không? Ví dụ như các bạn nhớ là các bạn đi học phổ thông thì thứ hai bao giờ cũng có cái giờ chào cờ đầu tuần, sẽ có cái khẩu lệnh gióng hàng xếp hàng là nhìn trước thẳng, có nghĩa là thằng nào cũng phải nhìn thằng đứng trước mình để xếp hàng theo cho nó thẳng. Và tất nhiên là thằng đứng đầu hàng sẽ không phải nhìn theo thằng nào cả, nó sẽ đứng im để cho tất cả những thằng đứng sau lưng nó gióng hàng theo. Như vậy là trong cái quan hệ gióng hàng sẽ luôn luôn sẽ có một thằng sẽ đứng im để cho các thằng khác gióng theo trái phải hay thẳng giữa của nó. Thế thì lý do gì mà cái thằng xanh này lại là thằng đứng im trong khi thằng vàng và thằng đỏ phải chạy theo? Thì chúng ta sẽ thấy là khi mà chúng ta đặt chồng nó vào nhau thì chúng ta sẽ thấy có một cái chuyện là thằng xanh là thằng nằm dưới cùng,
cái quan hệ này thì rất dễ hình dung là cứ trong Corel đối tượng nào vẽ ra trước, mà thực ra thì không phải là trong Corel đâu, mà là trong bất cứ cái trình thiết kế đồ họa nào, thì đây cũng là một cái logic mà phổ thông, có nghĩa là đối tượng nào vẽ ra trước thì sẽ nằm dưới, đối tượng nào vẽ ra sau sẽ nằm trên. Đấy, đối tượng nào vẽ sau cùng thì nằm trên tất cả. Thế và như vậy là chúng ta đang thấy một vấn đề là trong số các đối tượng được chọn để giống hàng với nhau thì thằng nào có tầng thứ nằm dưới cùng thì nó sẽ đứng im, và những cái bọn còn lại sẽ phải chạy theo cạnh trái, cạnh phải, cạnh giữa, cạnh trên của nó, ví dụ top này, đúng không? Hoặc là bottom này của nó, để giống hàng cho nó thẳng. Thế thì nó chỉ có một cái quy tắc đó thôi, hay là còn có quy tắc nào khác? Thì nó còn có quy tắc thứ hai. Corel còn tồn chứa một quy tắc thứ hai nữa, đó là khi mà chúng ta chọn như thế này, có nghĩa là chúng ta chọn không phân biệt được thằng nào được chọn trước, thằng nào được chọn sau. Vẽ một marquee ra thì khi nào buông chuột, có nghĩa là tất cả những đối tượng nằm ở trong vùng chọn này sẽ được chọn cùng nhau một lần, không phân biệt trước sau. Và khi không phân biệt trước sau thì nó sẽ ưu tiên cho cái thằng nào mà nó nôm na gọi là thằng anh, đúng không? Sinh trước mà, thằng anh thì sẽ dắt thằng em theo. Đấy. Thế nhưng mà nếu như mà chúng ta có giao nhiệm vụ, có sự chỉ định thì lúc ấy lại khác. Chỉ định thì có nghĩa là nó tuân theo quy tắc là thằng nào được chọn sau cùng. Đây, 1 này, 2 này, 3 này, giữ ship và chọn theo thứ tự. Thì như vậy là tôi thấy là thằng đỏ là thằng được chọn sau cùng. Bây giờ tôi nhấn L để gióng hàng theo cạnh left, cạnh trái. Thì các bạn sẽ thấy là thằng đỏ sẽ là thằng đứng im và bọn kia sẽ chạy theo. Hoặc tôi thử lại theo phương pháp khác. Chọn thằng thứ nhất, chọn thằng thứ hai, giữ ship, chọn thằng vàng thứ ba, đúng không? Và bây giờ tôi nhấn left thì hai thằng kia sẽ, một thằng từ bên trái chạy vào, một thằng từ bên phải chạy vào để ăn theo thằng nằm giữa là thằng vàng. Như thế thì nó sẽ tồn chứa hai cái phương pháp để mà xác định giống hàng khác nhau. Đấy. Không xác định được thằng nào trước, thằng nào sau thì thằng nào có tầng thứ thấp hơn, có nghĩa là thằng ấy sinh ra trước, à, đàn anh thì được phép đứng yên, còn đàn thằng đàn em là phải chạy theo. Đấy, còn đã có chỉ định rõ ràng thì thằng nào được chỉ định thằng nào đứng im và các thằng kia phải chạy theo, bất kể là nó là nằm trên hay nằm dưới, thứ tự của nó là bao nhiêu, nhưng cứ thằng nào được chọn sau cùng thì thằng đấy sẽ lãnh trách nhiệm là đứng yên để cho các thằng khác gióng theo. Và chúng ta có thể gióng là bằng phải, bằng trái, bằng giữa theo chiều dọc, bằng giữa theo chiều ngang, bằng đỉnh, bằng đáy. Thế ngoài ra thì chúng ta còn có thêm một cái lệnh nữa như thế này. Và các bạn lại thấy là như thế này nhé. Để mà gióng được như thế này thì các bạn sẽ phải có gì đây? Từ hai đối tượng được chọn cùng một lúc trở lên thì nó mới cho phép các bạn gióng. Lúc đấy các bạn để ý này, trên thanh property nó mới xuất hiện cái biểu tượng align này. Đấy. Và để nhấn vào đây thì chúng ta mới có thể là gọi ra cái bảng này. Đây này, các bạn sẽ nhìn thấy đây này, trái phải trên dưới đây này. Đấy. Gọi đây cũng được, hoặc là nhớ phím tắt rồi thì cứ bấm luôn là xong. Thế nhưng mà tại sao lại còn có thêm một số thứ nữa? Vì nó còn có cái này. Đây, object này, align này. Chúng ta còn có thêm một cái lệnh là center to page. Ấn phím P thì bất kể là một đối tượng nằm ở đâu hay là nhiều đối tượng nằm ở đâu, khi tôi nhấn phím P thì tất cả sẽ được gom về và vứt về đúng tâm của trang giấy. Đấy là cái lệnh đầu tiên mà liên quan tới trang giấy nhé. Thế còn nếu như một thằng ở bơ vơ ở bất kỳ một cái vị trí nào đó, bây giờ tôi sử dụng cái lệnh là center to page horizontally. Nếu bấm vào đây thì nó bất kể là ở vị trí nào, nó sẽ dịch theo chiều ngang hoặc sang phải hoặc sang trái cho tới khi nào mà nó tâm của nó nằm đúng tâm dọc của trang giấy này thì thôi nó dừng. Đấy, có thể cao một tí, có thể thấp một tí. Đây, nó cũng sẽ chạy về đúng cái vị trí đó. Là gì đây? Đúng trục dọc giữa. Thế còn nó nằm ở một vị trí nào đó tôi không biết. Nhưng mà nếu mà tôi sử dụng lệnh thứ hai, center to page vertically, thì nó sẽ hạ xuống hoặc là nâng lên.
cho tới khi nào mà tâm của nó trùng với lại gì đấy ạ? Tâm theo chiều ngang này của trang giấy. Thì đấy là thao tác là gióng hàng giữa các đối tượng được chọn với nhau, gióng hàng giữa đối tượng hoặc các đối tượng được chọn với gì đấy ạ? Với lại trục dọc hoặc trục ngang của trang giấy nhá. Và chúng ta còn có thêm một cái phần nữa như thế này, đó là chia khoảng cách giữa các đối tượng. Đây, các bạn sẽ thấy bây giờ tôi chia khoảng cách như sau. Tôi chọn tất cả các đối tượng mà tôi cần. Sau đó tôi có thể bấm vào một trong các thuộc tính này, hoặc vào đây cũng thế. Đó, bấm vào đây thì nó cũng sẽ gọi cái thằng này ra thôi. Và các bạn sẽ thấy là gì đây? Left này thì sao? Cạnh trái của thằng này đến cạnh trái của thằng này thì sẽ bằng cạnh trái của thằng này đến cạnh trái của thằng thứ ba. Center này thì từ giữa của thằng này đến giữa của thằng này sẽ bằng từ giữa của thằng này đến giữa thằng này. Nó sẽ di dịch các cái đối tượng ở trong cái nhóm được chọn sao cho nó đạt được yêu cầu mà chúng ta hiểu, chúng ta vừa mới thực hiện đó. Đó, cạnh phải này thì nó lại dịch tiếp để làm sao từ phải của thằng nọ đến phải của thằng kia sẽ bằng từ phải của thằng kia đến thằng kia nữa. Đó, và nếu như tôi chọn cái này là gì đây ạ? Khoảng cách giữa các đối tượng là bằng nhau. Khoảng cách đây này, đây thì rất là hẹp thôi nhưng mà vẫn có khoảng cách đúng không? Khoảng cách giữa thằng cam này cho tới cái thằng tím nhạt này thì sẽ bằng khoảng cách giữa thằng tím nhạt tới cái thằng dưới kia là thằng tím tím sẫm này. Đấy, thì tương tự như thế thì nó sẽ có những cái nữa, giống như là từ đỉnh đến đỉnh, từ giữa trục này đến giữa trục này, từ đáy đến đáy, và từ khoảng cách giữa thằng trên tới thằng dưới thì sẽ bằng từ thằng dưới tới thằng gì đấy dưới nữa. Đấy là đại thể là cái thao tác mà gióng hàng hoặc chia khoảng cách. Thì chúng ta có thêm một cái vấn đề nữa đấy. Thế và thôi, có lẽ hôm nay thì đến đây thôi. Thêm nữa thì chắc là các bạn sẽ hơi khó nhớ. Buổi sau thì chúng ta sẽ giới thiệu tiếp về phần thứ, tức là làm sao để chúng ta thay đổi cái nào lên trên, cái nào xuống dưới. Cộng thêm một cái khái niệm nữa là dùng các hình để ghép vào với nhau, hàn vào với nhau hoặc cắt nhau đi, để từ những hình rất là cơ bản này chúng ta có thể tạo ra được những cái hình phức tạp hơn. Đấy. Và chúng ta sẽ làm một loạt các bài thực hành để mà ôn tổng hợp lại tất cả những kiến thức của buổi 1 và cái phần đầu buổi 2 đấy. Thế thì nội dung bài ngày hôm nay là như thế.